Ngày 26 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Hữu Tê, sinh năm 2009, trú tại xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 12 giờ 10 ngày 25 tháng 10, Lê Hiếu Thờ, sinh năm 2004, trú tại khóm Đông An 1, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, điều khiển xe máy chở Trần Nhật Trờ, sinh năm 2006, trú tại khóm 6, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, đến quán cà phê Bi Gia D2, thuộc tổ 12, khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên để giải quyết mâu thuẫn với Hồ Hữu Tê. Tại đây, Thờ hỏi Tê, vì sao hăm dọa đánh em của tao, dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi. Thờ cầm nón bảo hiểm đánh nhóm Tê trong lúc xô xát. Tê lấy con dao nhọn cất giấu trong người ra đâm hai nhát vào người Thờ khiến Thờ ngã xuống nền gạch. Không dừng lại, nhóm của Tê tiếp tục xông vào dùng tay, nón bảo hiểm đánh Thờ thì được mọi người can ngăn. Sau đó, Thờ được chở đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, còn nhóm của Tê lên xe bỏ đi. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Thờ tử vong. Sau khi hay tin Thờ tử vong, Tê đã đến công an phường Đông Xuyên đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.